Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng xe ô tô và xe gắn máy đăng ký mới không ngừng tăng lên trong năm 2015. Điều này đặt ra áp lực lớn cho giao thông thành phố trong thời gian tới, mà trước mắt là Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2015 vừa qua, người dân thành phố đã đăng ký mới 323.000 xe gắn máy và 49.000 ô tô các loại. Theo đó, trung bình mỗi ngày có gần 1.000 xe gắn máy, hơn 100 xe ô tô được đăng ký mới. Tính đến hiện nay, toàn thành phố đã có hơn 7,4 triệu phương tiện tham gia giao thông. Với nhu cầu này, thì trong thời gian sắp tới, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng lên nhiều. Trong khi đó, diện tích mặt đường cùng nhiều cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa được mở rộng, xây mới, khiến tình trạng kẹt xe ùn tắc sẽ vẫn diễn ra hàng ngày. Trong giai đoạn cao điểm từ đây đến Tết Nguyên Đán 2016, Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ bố trí lực lượng túc trực để giải tỏa các điểm ùn ứ kẹt xe ở các điểm nóng giao thông trong khu vực nội thành.